Chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến các bác một mẫu xe Czech 4 Series, một mẫu xe mà có cái thương hiệu mang bề dày lịch sử hơn 100 năm. Thì các bác nào đi xe cũng biết về cái thương hiệu này rồi thì không cần phải nói về cái thương hiệu này nữa. Được trang bị bộ chuyển động Alivio rất là cao cấp. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung thì làm được làm từ nhôm, lớp sơn rất là đẹp, đấy, rất là mới. Trên xe hầu như không có vết xước nhỏ nào đáng kể. Check thì chắc chắn là phải đi với đồ của Vantager rồi. Phanh dầu Shimano, bánh 26 inch, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Máy Shimano, chuyển động của chiếc xe thì rất là êm ái mượt mà. Chiếc xe mang cái thương hiệu rất là ngon, đồ thì cũng khá là cao cấp mà mức giá bên em đưa ra là 8,3 triệu, rất là hợp lý. Thì các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo mới về những chiếc xe mà em đưa lên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.
Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá.